Xem vận hạn năm 2023 cho tuổi Kỷ Dậu sanh năm 1969, nữ mạng. Tử vi năm Quý Mão của quý bà tuổi Kỷ Dậu. Năm nay biết được rằng là một năm về phương diện công việc và sự nghiệp đều có những sự đầu tư mở màn thêm. Tuy nhiên, kinh doanh làm ăn không có kết quả, tiền tài hào tản khó kiếm sống, mưu cầu danh lợi gặp phải những bất lợi cản trở khó thành. Kỷ Dậu tức độc lập chi kê, gà độc thân. Tuổi 55 tuổi. Sanh từ ngày 17 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 2 năm 1970. Ngũ hành bản mệnh đại trạch thổ tức đất nền nhà. Cung phi nữ mạng là khung thổ. Tưởng xương, xương con gà, tưởng tinh con thỏ. Sao hạn năm 2023 cho quý bà tuổi Kỷ Dậu sanh năm 1969, sao kế đô hạn thiên tinh, hạn tuổi kim lâu. Xem tổng quan về vận hạn đối với quý bà tuổi Kỷ Dậu trong năm Quý Mão như sau. Xét thấy năm nay công việc làm ăn tiến hành không được như ý muốn của người tuổi này. Tuy nhiên, có sự mở mang thêm, không mang lại tiền bạc và may mắn. Ngoài ra, trong năm nay, nữ mạng sức khỏe không tốt, ra ngoài bản mệnh tuổi này cũng đón phải những chuyện buồn phiền, bất lợi. Luận về thiên can, nữ mạng sanh năm 1969 có thiên can kỷ, hành thổ gặp năm 2023 là thiên can quý hành thủy, phạm tương phá, dẫn tới công danh, sự nghiệp không được tốt, dễ bị thay đổi. Nếu quý ba tuổi Kỷ Dậu mở mang thêm việc làm ăn thì cũng có đầu, không có đuôi. Ngoài ra năm 2023, tiền bạc của quý ba tuổi này cũng bị hao tản không ít, tình cảm gia đình có chuyện không vui vẻ xảy đến. Luận theo địa chi, quý bà sanh năm 1969 có địa chi Dậu gặp năm 2023 địa chi Mão phạm thái tuế. Xét thấy phương diện công danh sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, dễ có sự thay đổi, mọi việc tiến hành không được như tính toán. Thêm vào đó, sức khỏe của quý bà trong năm nay có phần yếu kém, gia đạo xảy ra nhiều chuyện buồn phiền, tiền bạc hào tán không nhỏ. Luận về ngũ hành bản mệnh, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành thổ gặp năm Quý Mão có ngũ hành kim. Xét thấy bản mệnh tuổi sanh năm 1969 bị sinh xuất dẫn tới mọi việc phát triển tuy khá thuận lợi nhưng lại không có đầu không có đuôi. Tiền bạc đầu tư làm ăn kinh doanh cũng khó thu hồi được vốn liếng đã bỏ ra. Bên cạnh đó, người tuổi này cũng cần chú ý trong năm nay cơ thể không tốt, có bệnh về ngực. Luận về ngũ hành cung phi, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu có cung phi khôn thuộc ngũ hành thổ gặp năm 2023 là cung phi tốn thuộc ngũ hành mộc, xét thấy phạm ngũ quỷ. Gặp hướng này, bản mệnh Kỷ Dậu sức khỏe yếu, cơ thể đau ốm bệnh tật, công danh sự nghiệp khó khăn. Nếu mở mang thêm công việc mới, chủ về mất mát tiền của. Bên cạnh đó, gia đạo xảy ra không ít chuyện bất hòa, đề phòng có kẻ gièm pha mà vướng vào hạn thị phi. Xem tử vi năm 2023 cho quý bà tuổi Kỷ Dậu sanh năm 1969, luận về sao chiếu mệnh, sao kế đô tức thổ tinh. Kế đô sao ấy dài đông, chia tay đôi ngã không mong tao phùng. Tháng 3 tháng 9 bạo bùng, nhức tai đau óc khổng cùng sát thân. Giải nghĩa, trong năm Quý Mão quý bà tuổi Kỷ Dậu gặp sao kế đô chiếu mạng, xét thấy bản mệnh có hạn tai nạn xe cộ, xuất hành ra ngoài vướng phải thị phi, họa vô đơn chỉ. Không chỉ thể sức khỏe kém, cơ thể hay đau ốm bệnh tật, tinh thần buồn rầu, lo lắng nhiều chuyện. Bên cạnh đó, trong gia đạo của nữ mạng Kỷ Dậu
có những chuyện không may mắn xảy đến, đề phòng tan khó đưa tới. Nữ mạng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp sao Kế Đô, kỵ nhất là vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, phải chú ý cẩn trọng. Xem vận hạng tuổi Kỷ Dậu vào năm 2023 về sao hạng. Hạng Thiên Tinh 6. Thiên Tinh là hạng trung bình, mang lời chịu tiếng thinh linh chẳng hay. Thiên Tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắc phải dạ tai ngục hình. Đối với quý bà tuổi Kỷ Dậu trong năm Quý Mão gặp hạn Thiên Tinh thì nên chú ý ăn uống đề phòng chứng ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, phương diện sức hành cũng cần chú ý tới lời ăn tiếng nói kẹo vướng phải họa thị phi, tài bài và gió bất ngờ ập đến. Hạn tuổi của nữ mạng Kỷ Dậu trong năm Quý Mão 2023. Trong năm Quý Mão này, xét thấy nữ mạng Kỷ Dậu phạm phải hạn Kim Lâu, trở về công danh sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, tình cảm không thuận lợi, sức khỏe có phần giảm sút, cơ thể dễ có vấn đề đau ốm bệnh tật. Luận về vận niên, luận giải tử vi nữ mạng Kỷ Dậu trong năm Quý Mão thấy được rằng năm nay nữ giới sinh năm này gặp vận niên trung bình, xét thấy mọi việc đều không có sự thay đổi lớn, phát triển ổn định, không cần phải lo lắng quá. Luận về tử trụ, tử trụ có thiên hoa, địa hoa. Trong năm Quý Mão, nữ mạng Kỷ Dậu trụ về không tốt, mọi việc đều phát triển theo chiều hướng đi xuống, lại thêm sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu yếu kém, dễ bị ốm đau, gia đạo xảy ra không ít những chuyện mâu thuẫn bất hòa, khiến phải suy nghĩ và lo lắng nhiều. Vận hạn năm 2023 cho tuổi Kỷ Dậu có nên hay không nên những điều sau đây. Năm 2023, quý ba tuổi Kỷ Dậu có nên động thổ hay không? Nữ mạng sinh năm 1969, trong năm 2023 là năm không tốt để xây dựng nhà, có nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bản mệnh tuổi này cũng như người thân trong gia đạo. Tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng trong năm 2023 có nên mua xe hay không? Bước vào năm Quý Mão, nếu nữ mạng tuổi Kỷ Dậu muốn mua xe hay mua sắm đổi xe mới thì không nên tiến hành, chủ về không đem lại may mắn trong đi lại, làm ăn cũng không nhận được tài lộc. Xem tử vi năm Quý Mão 2023 cho quý bà tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 xét về những phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài lộc. Xét về phương diện tài lộc thì quý bà năm nay thấy rằng tài chính có sự tiêu pha nhiều vào trong công việc. Bên cạnh đó, năm nay nữ mạng cũng xuất tiền đầu tư làm ăn chung. Tuy nhiên chú ý không nên cho người khác vay mượn tiền vì trở về khó được đòi. Luận về phương diện sức khỏe. Năm nay, nữ mạng Kỷ Dậu xét thấy cơ thể có dấu hiệu không tốt là các bệnh liên quan đến máu huyết khó lưu thông, huyết áp không ổn định, phải theo dõi thường xuyên. Bên cạnh đó, năm nay người tuổi này cũng cần phải chú ý đến các bệnh về đường hô hấp. Luận về công việc. Xem tử vi năm 2023 về phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng không được như ý muốn. Công việc làm ăn vướng phải nhiều điều bất lợi khó khăn. Ngoài ra, trong năm nay nữ mạng được khuyên không nên thay đổi hoặc mở mang thêm công việc. Luận về tình cảm gia đạo. Xét về phần gia đạo thì năm nay không được may mắn, trong nhà xảy ra nhiều mâu thuẫn khiến mọi người thiếu hòa khí. Bên cạnh đó, cũng cần đề phòng dậy có tang sự trong năm nay.
Luận về phần ngoại giao của nữ mạng Kỷ Dậu trong năm Quý Mão, phương diện ngoại giao của quý bà được dự báo là không có điều gì phải lo lắng. Tuy nhiên, sức hành đi xa thường gặp bất lợi về sức khỏe, đề phòng vướng chuyện thị phi đen trắng. Lá sổ tử vi đối với nữ mạng Kỷ Dậu trong năm Quý Mão như sau. Luận theo cung mệnh. Cung mệnh chiếu mạng nữ mạng Kỷ Dậu trong năm 2023 gồm các sao: Hỷ Thân, Hoa Cải, Long Trì, Phượng Cát, Quan Phủ, Quan Đới. Đây là bộ sao may mắn, trụ về. Nếu mưu cầu danh lợi hoặc nơi ăn trốn ở, dễ dàng đạt được những kết quả tốt, đem lại cho gia đạo được tin vui đưa tới. Luận về cung xung chiếu có các sao: Lực Sĩ, Kình Dương, Quả Tú, Điếu Khách, Triệt, Mậu. Bộ sao này trong phương diện sức hành đi xa gặp bất lợi về sức khỏe, ngoại giao làm ăn có nhiều cản trở, lại có nhiều chuyện muộn phiền trái ý xảy đến. Luận về cung tam hợp có các sao: Thiên Khôi, Thai, Thái Tuế, Tiểu Hao, Thiên Khốc, Đà La, Bạch Hổ, Quan Phù, Bệnh. Bộ sau này về công danh sự nghiệp có định hướng mới, công việc làm ăn phải vất vả nhiều. Ngoài ra tiền bạc của nữ mạng quý bà trong năm nay có sự tiêu tán nhiều, có thể bị đau ốm không tốt, chú ý máu huyết lưu thông kém, xương khớp không được tốt. Tại cung nhị hợp có các sao: Thiên Hỷ, Thiểu Âm, Phi Liêm, Mộc Dục. Bộ sau này trụ về gia đạo có tin vui như thêm thành viên mới trong gia đình. Bên cạnh đó gặp những khó khăn thì cũng được quý nhân giúp đỡ. Kết luận: xem vận hạn tuổi Kỷ Dậu trong năm 2023 nữ mạng qua các sao cho thấy năm nay không được tốt, mọi việc đều gặp những khó khăn bất lợi, công việc dễ có sự thay đổi. Ngoài ra tiền bạc có sự tiêu pha, hao tản nhiều, trong nhà lại có chuyện buồn phiền đưa tới. Ngoài ra nữ mạng tuổi Kỷ Dậu có sức khỏe kém, cần phải chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp và máu huyết không tốt. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng tuổi Kỷ Dậu qua từng tháng trong năm. 1. Tháng 1 âm lịch. Tháng đầu tiên của năm mới, quý bà sẽ gặp nhiều may mắn, có thời gian vui xuân bên gia đình, bạn bè, đến những nơi tâm linh. Tuy nhiên, quý bà cần chú ý cẩn thận cửa quan pháp luật. Tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng mới, quý bà xét thấy công việc làm ăn bình thường, không có gì khởi sắc. Tuy nhiên, khi xuất hành ra ngoài, có hẹn về xe cộ cần chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông. Tháng 3 âm lịch. Một tháng này cũng không phải là một tháng may mắn đối với quý bà tuổi Kỷ Dậu. Công việc làm ăn có sự đầu tư tiền bạc nhưng lại có kẻ gièm pha, phá hoại dẫn tới làm ăn không thuận. Tháng 4 âm lịch. Bước sang tháng 4, dự báo là khá tốt. Trong xuất hành đi xa được quý nhân giúp đỡ mà công việc làm ăn được hành thông thuận lợi. Tháng 5 âm lịch. Tháng này quý bà có vận số không tốt, nhất là về phương diện sức hành. Nữ mạng tuổi này cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, dễ đau ốm, bệnh tật nghiêm trọng, dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tháng 6 âm lịch. Tháng này xét thấy không tốt, về tình cảm gia đạo vợ chồng, con cái bất hòa, có nhiều chuyện buồn đưa tới. Bên cạnh đó, quý bà tuổi Kỷ Dậu không nên thay đổi công việc làm ăn trong năm nay. Tháng 7 âm lịch. Được biết tháng này là tháng không tốt, chú ý trong nhà thiếu hòa khí, lục đục rối ren, lại thêm xảy ra nhiều chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra sức khỏe của quý bà yếu kém, chú ý chăm sóc cẩn thận. Tháng 8 âm lịch. Vận số của quý bà vào tháng 8 âm lịch không được như may mắn, chủ về gặp hẹn thị phi đưa tới. Bên cạnh đó công việc làm ăn cũng bình thường, không có nhiều khởi sắc. Tháng 9 âm lịch.
Tháng này, quý ba tuổi Kỷ Dậu có vận số khá tốt, gặp được quý nhân giúp đỡ mà mọi việc được hành thông thuận lợi. Tuy nhiên, xét về phương diện tiền bạc có sự đầu tư nhiều vào công việc làm ăn. Tháng 10 âm lịch. Tháng này không được tốt, chủ về phát triển ổn định, do đó trong năm nay. Nếu quý bà có ý định thay đổi công việc hay làm ăn mở màn thêm mới thì không nên bắt đầu hay không nên làm. Tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11, về phương diện tình cảm gia đạo xét thấy rằng không tốt, vợ chồng, con cái xảy ra nhiều bất hòa, lại thêm xảy ra nhiều chuyện phải buồn lòng trái ý. Bên cạnh đó, quý bà cũng nên chú ý cẩn thận khi đi lại, có hạn về xe cộ đưa tới. Tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm, xét thấy tháng này mọi việc tiến hành thuận lợi hành thông. Thêm vào đó, gia đạo cũng đón nhiều tin vui, may mắn đưa tới như cưới hỏi hay thêm con thêm cháu trong gia đạo.